Số 643. Phật thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh quyển 5, phẩm 4, Quán Phật Tâm. Bây giờ tim Phật như đó hoa sen hồng, cánh hoa sen có 84.000 ánh sáng màu trắng. Ánh sáng ấy soi khắp chúng sinh trong năm đường. Khi ánh sáng này phát ra, chúng sinh đang chịu khổ đều xuất hiện. Đó là khổ của địa ngục A Tỳ, 18 địa ngục nhỏ, 18 địa ngục lạnh, 18 địa ngục tối đen, 18 địa ngục đốt nóng đỏ, đốt nóng nhỏ, 18 địa ngục bánh xe đao, 18 địa ngục bánh xe kiếm, 18 địa ngục xe lửa, 18 địa ngục nước phân sôi, 18 địa ngục vạc nước sôi, 18 địa ngục sông tro, 500 ức địa ngục rừng kiến, 500 ức địa ngục rừng gai, 500 ức địa ngục trụ đồng, 500 ức địa ngục mai sắt, 500 ức địa ngục lưới sắt, 18 địa ngục hang sắt, 18 địa ngục hòn sắt, 18 địa ngục đá nhọn, 18 địa ngục uống nước đồng. Rất nhiều những địa ngục như vậy. Đức Phật bảo rằng: Này A Nan, sao gọi là địa ngục A Tỳ? A là không, Tỳ là ngăn, A là không, Tỳ là cứu, A là không gián đoạn, Tỳ là không động, A là rất nóng, Tỳ là rất khổ sở, A là chẳng an ổn, Tỳ là chẳng trụ. Chẳng an ổn, chẳng trụ gọi là địa ngục A Tỳ. A là lửa lớn, Tỳ là nóng dữ. Lửa dữ nhập vào tim gọi là địa ngục A Tỳ. Đức Phật bảo: Này A Nan, địa ngục A Tỳ dọc ngang đều đúng 8.000 do tuần, với 7 lớp thành sắt, 7 lớp lưới sắt, xuống dưới 18 ngăn, và giáp vòng 7 lớp đều là trần đao. Bên trong 7 lớp thành lại có rừng kiếm. Dưới 18 ngăn, mỗi ngăn có 84.000 lớp. Ở bốn góc của ngăn ấy có bốn con chó đồng lớn, thân dài rộng đến 40 do tuần, mắt như chớp kéo, nanh như cây gươm, hàm răng như núi dao, lưỡi như mũi nhọn bằng sắt. Tất cả lông trên thân đều phát ra lửa dữ, tạo ra khói rất hôi thối, và hôi thối của thế gian không gì có thể ví dụ được. Có 18 ngục tốt, đầu là đầu La Sát, miệng là miệng Dạ Xoa, có 64 mắt, mắt tung đuổi hòn sắt như chiếc xe 10 dặm. Răng nanh chó chìa ra cả 4 do tuần, đầu răng nanh tuôn ra lửa, tiêu đốt xe sắt trước, khiến cho bánh xe sắt mỗi vành bánh xe hóa thành một ức ngọn lửa. Dao bén, mũi nhọn, kiếm, kích đều từ lửa phát ra. Lửa tuôn như vậy thiêu đốt thành A Tỳ, khiến cho thành A Tỳ đỏ như nước đồng. Trên đầu ngục tốt có 8 đầu trâu, mỗi đầu trâu có 18 sừng. Đầu mỗi sừng đều phát ra đám lửa. Đám lửa lại hóa thành 18 vành bánh xe. Vành bánh xe lửa lại biến thành vòng dao lửa như bánh xe. Từng vòng tiếp nhau tại vùng lửa rực đầy trong thành A Tỳ. Chó đồng há miệng đe lưỡi đụng đất, lưỡi như sắc nhọn. Khi lưỡi lè ra thì hóa thành vô lượng lưỡi đầy trong thành A Tỳ. Bên trong 7 lớp thành có 7 lá cờ bằng sắt. Đầu lá cờ lửa bọt ra như nước sắt trôi trào lên. Dòng sắt ấy lên đầy thành A Tỳ. Bốn cửa của ngục A Tỳ, trên then cửa có 80 cái nồi đồng, đường nước đồng sôi, rút xuống từ cửa, lan tràn đầy trong thành A Tỳ. Mỗi khoảng ngăn có 84.000 con rắn sắt lớn, phun ra độc, phun ra lửa. Thân của chúng đầy trong thành. Những con rắn ấy gào, rống như sấm trời động, mưa xuống những hòn sắt lớn đầy thành A Tỳ. Những khổ sở ở thành này có đến hàng 80 ức ngàn. Những sự khổ nhất trong các sự khổ đều gom lại tại thành này. Có 500 ức loài trùng, mỗi trùng có 84.000 mỏ. Đầu mỏ lửa tuôn ra như mưa xuống đầy thành A Tỳ. Khi những trùng này hạ xuống thì lửa dữ của A Tỳ càng cháy lớn thêm. Lửa cháy có ánh sáng đỏ soi sáng đến 84.000 do tuần. Từ địa ngục A Tỳ xông lên biển lớn, đốt cháy thêm dưới núi. Giọt nước biển lớn như trục bánh xe trở thành cây sắt lớn nhọn đầy trong thành A Tỳ. Đức Phật bảo rằng: Này A Nan, đã có chúng sinh giết cha, hại mẹ, nhục mạ quyến thuộc người tạo ra những tội đó. Sau khi qua đời, có con chó đồng há miệng, hóa ra 18 chiếc xe, hình dạng như xe vàng với lọng báu ở trên. Tất cả lửa cháy hóa thành ngọc nữ. Tội nhân từ xa nhìn thấy, vui mừng nghĩ: Ta muốn vào trong đó, ta muốn vào trong đó.
Gió đau thổi đến lạnh quá nên ta thất thanh, nghĩ rằng ta được lửa cháy, ngồi yên ở trên xe để lửa tự đốt. Khởi ý nghĩ đó rồi, người ấy liền qua đời, hồn lìa khỏi xác, đã thấy ngồi xe vàng, ngắm nhìn ngọc nữ. Liền bị họ cầm bố xác chém chặt thân tội nhân ấy. Bên dưới thân thì lửa dậy như vòng lửa xoáy. Trong khoảng thời gian tráng sĩ có duỗi cánh tay, đã rơi thẳng vào địa ngục A Tỳ. Tội nhân ấy từ ngăn trên như bị vòng lửa xoáy đưa xuống đến mép ngăn cuối, thân đầy khắp trong các ngăn, có con chó đồng sủa lớn, nhai xương hút tủy. Ngục tốt La Sát cầm chĩa sắt lớn đâm vào đầu, khiến cho lửa cháy khắp thân thể, tràn đầy thành A Tỳ. Lưới mắt mưa lặp lại, lưới sắt mưa giao theo lỗ chân lông nhập vào thân thể tội nhân. Hóa Diêm La Vương lớn tiếng la ra lệnh rằng: này những kẻ ngục ngu này những kẻ ngục nhân ngu si, khi ngươi còn ở đời, bất hiếu với cha mẹ, tà kiến, kiêu mạn, vô đạo, chỗ ngươi sinh ra hôm nay gọi là địa ngục A Tỳ, ngươi chẳng biết ơn, không có hổ thẹn, chịu sự khổ não này có vui không vậy? Nói lời đó xong liền biến mất. Bây giờ ngục tốt là đuổi tội nhân từ ngăn dưới lên cho đến ngăn trên, đã qua 84.000 năm, thân tội nhân này qua đất qua đến mép lưới sắt thì phải mất một ngày một đêm nơi ấy mới khắp cùng. Một ngày một đêm ở địa ngục A Tỳ tính theo ngày tháng năm của cõi Diêm Phù Đề này là 60 tiểu kiếp. Tội nhân ngủ nghịch, không ngủ không thẹn, tạo năm tội đại nghịch. Người phạm năm tội đại nghịch nên khi sắp qua đời bị 18 ngọn gió đao như xe lửa sắt cắt phanh thân thể. Do sức nóng bức bách nên họ nói rằng được ở dưới cây lớn mát mẻ, có hoa tươi đẹp, dạo chơi thì chẳng vui hay sao? Khi họ khởi ý niệm này, 84.000 rừng kiếm dữ của địa ngục A Tỳ hóa thành cây báu, hoa trái sum suê, hàng hàng lớp lớp ở trước mặt. Lửa cháy rất nóng, hóa thành hoa sen dưới những gốc cây ấy. Tội nhân nhìn thấy nói rằng: sự mong muốn của ta nay đã được kết quả. Khi nói lời nói đó, nhanh như mưa rào, tội nhân lên ngồi trên hoa sen. Ngồi trong giây lát thì các trùm mỏ sắt từ hoa lửa nổi dậy, xuyên qua xương vào trong tủy, thấu qua tim, xuyên vào não, vinh theo cây mà lên. Tất cả rừng kiếm nào thích thấu xương, vô lượng rừng đao đang ở trên hạ xuống, xe lửa lò than 18 việc khổ cùng một lúc ập đến. Khi tướng này hiện, tội nhân bị vùi lấp dưới đất từ ngang dưới lên, thân như hoa nở đầy khắp ngang dưới. Từ ngang dưới nổi lửa cháy dữ dội lên đến ngang trên. Đến ngang trên rồi, thân tội nhân đầy trong đó, vì quá nóng bức khổ não nên họ há miệng thè lưỡi. Do tội người này nên hàng vạn ức nước đồng, hàng trăm ngàn vòng đao từ không trung hạ xuống nhập vào đầu, đi ra ở chân. Tất cả việc khổ ở đây nặng nề hơn trước gấp trăm ngàn vạn lần. Người nào tạo đủ năm tội nghịch thì chịu tội đầy đủ năm kiếp, là có chúng sinh phạm bố giới trọng, luôn ăn của tánh thí, bài bán tà kiến, chẳng biết nhân quả, gián đoạn việc học bát nhã, hủy bán chư Phật mười phương, ăn trộm đồ vật của tăng, dâm dật vô đạo, cưỡng bức các tỳ kheo ni giữ giới thanh tịnh, chị em thân thích mà chẳng biết hổ thẹn, hủy nhục người thân, tạo mọi việc ác. Tờ báo người này là khi sắp qua đời thì bị gió đao phanh thây, nằm nghỉ chẳng yên, nhưng bị đánh đập khổ sở. Tâm người ấy mê man phát khởi tư tưởng cuồng si, thấy nhà cửa trai gái lớn nhỏ tất cả đều là vật bất tịnh, phân nước tiểu hôi thối tràn đầy chảy ra ngoài. Bây giờ tội nhân liền nói rằng: tại sao chỗ này không có thành quách và đường núi đẹp để ta dạo chơi, mà lại đến chỗ đầy các vật bất tịnh này? Nói lời đó rồi, ngục tốt dùng chĩa sắt lớn nâng cao ngục A Tỳ, và những rừng đao hóa thành cái báu và ao nước mát mẻ. Lửa được cháy hóa thành hoa sen cánh vàng, các con trùng mỏ sắt hóa thành lê lê và nhạn. Tiếng thống khổ của địa ngục nghe như âm thanh ca vịnh. Tội nhân nghe rồi nghĩ rằng: như chỗ đẹp này ta phải vào dạo chơi. Nghĩ rồi tức thì người ấy ngồi trên hoa sen lửa, các loài trùng mỏ sắt theo lỗ chân lông của thân vào ăn nuốt thân thể người ấy. Hàng trăm ngàn vòng sắt từ trên đỉnh đầu nhập vào, các chỉ sắt nhiều như các sông Hằng mất trong mắt người ấy.
Con chó đồng của địa ngục hóa thành trăm ức chó sắt, tranh nhau phanh thây người ấy, lấy tim mà ăn. Trong chốc lát thân người ấy như hoa bị cắt xén đầy 18 ngăn, mỗi hoa có 8 vạn 4.000 cánh, mỗi cánh có đủ chi tiết đầu thân tay. Ở tại một ngăn một địa ngục, mà địa ngục chẳng lớn, thân người này cũng chẳng nhỏ, đầy khắp như trong đại địa ngục này. Những tội nhân đó đọa vào địa ngục này trải qua 84.000 đại kiếp nê lê này diệt. Người ấy lại vào trong 18 ngăn địa ngục ở phương đông, chịu khổ như trước. Ngục A Tỳ này, ở phía nam cũng có 18 ngăn, phía tây cũng có 18 ngăn, ở phía bắc cũng có 18 ngăn. Có giảng nói trong kinh Phương Đẳng, tạo đủ tội ngũ nghịch phá hoại chúng tăng, làm ô uế tỳ kheo ni, đoạn trừ các căn lành. Những tội nhân đầy đủ các tội ấy, thân đầy trong ngục A Tỳ, bốn chi lại đầy trong 18 ngăn. Ngục A Tỳ này chỉ thiêu đốt như những loại chúng sinh tạo tội như vậy. Khi kiếp sắp hết thì cửa đông liền mở, tội nhân thấy ngoài cửa đông nước suối nước trong tuôn chảy, rừng cây hoa trái tất cả đều hiện ra. Những tội nhân đó thấy lửa cháy tạm tan nên từ ngăn dưới lần lần trườn lên vào trong ngăn trên, tay vịn vào bánh xe dao trong hư không. Bỗng mưa xuống các hòn sắt nóng, tội nhân chạy về cửa hướng đông, đến nơi thì cửa cài then ngục tốt la sát, tay cầm chĩa sắt đâm ngược vào mắt họ, chó sắt nhai tim, buồn bực tuyệt vọng mà chết. Chết rồi sống lại, tội nhân thấy cửa nam mở như trước không khác. Như vậy cửa tây cửa bắc cũng đều như vậy. Thời gian này trải qua nửa kiếp, ở địa ngục A Tỳ chết rồi sinh vào ngục băng lạnh, ở ngục băng lạnh chết rồi sinh vào ngục tối đen, chịu cảnh mắt không thấy gì trong 8.000 vạn năm, bị làm thân trùng lớn trường đi, các căn tối tăm không hiểu biết gì, bị hàng trăm ngàn trộm sói kéo dắt nhau ăn thịt. Sau khi qua đời, tội nhân sinh vào trong loài súc sinh, chịu hình hài chim thú 5.000 vạn đời. Trở lại sinh trong loài người thì tội nhân chịu thân điếc đuôi câm ngọng ghẻ lở ung thư nghèo cùng thấp hèn, tất cả mọi tướng suy hạ bại đều phải mang vào thân, chịu hình hài thấp hèn này trải qua 500 đời. Sau đó tội nhân sinh trở lại trong đường ngạ quỷ. Trong đường ngạ quỷ, tội nhân gặp được thiện tri thức. Các vị đại Bồ Tát của trách tội nhân ấy rằng: ngươi ở vô lượng đời tiền thân đã tạo tội nhiều vô hạn, bài bán chẳng có niềm tin, đọa vào địa ngục chịu các khổ não chẳng thể nói đủ được. Hôm nay ngươi phải phát lòng từ bi. Các ngạ quỷ nghe lời nói đó rồi xưng Nam Mô Phật, nghĩ đến ân đức và thần lực của Phật, tức thời liền qua đời và sinh lên cõi tứ thiền. Sinh lên cõi đó rồi, người ấy hối lỗi, tự trách, phát tâm Bồ Đề. Ánh sáng tâm của chư Phật chẳng bỏ qua những điều này, nên giáo hóa tất cả họ, thương xót họ như thương La Hầu La, dạy bảo họ tránh địa ngục như yêu trồng mắt mình. Đức Phật nói với Đại Phương rằng: muốn biết chỗ chiếu soi của ánh sáng tâm Đức Phật, phải biết ánh sáng tâm của Phật thường soi chiếu những chúng sinh bị khổ không gián đoạn, không ai cứu này. Đối tượng chuyên theo của tâm Phật thường chuyên với những chúng sinh cực ác này. Nhờ tâm lực của Phật tự trang nghiêm qua vô số kiếp, khiến cho tội nhân kia phát tâm Bồ Đề. Đức Phật bảo A Nan: sao gọi là 18 địa ngục lạnh? Địa ngục lạnh là nơi tám phương có núi băng, mỗi núi băng có 18 ngăn, lại có 18 những núi băng nhỏ màu như pha lê. Những băng lạnh này chứa đầy vùng núi băng như hoa sen, cao 18 do tuần. Bên trên có bánh xe băng, ngang dọc vuông vức 12 do tuần. Như trời mưa đá từ hư không rơi xuống, thế gian có kẻ nào không có lòng từ, cướp đoạt vô đạo, lấy trộm, bóc lột, giết hại chúng sinh. Tội báo của những người này là khi sắp qua đời, tất cả gió đau hóa thành lửa nóng. Tội nhân nghĩ: hôm nay sao ta chẳng nằm trên băng, bị lửa bất ngạt, nên khi khởi ý niệm đó, thân ngục tốt la sát, tay cầm bánh xe băng như con nhạn trắng bay liền nhẹ nhàng trên hư không mà đến. Tội nhân thấy vậy hết nóng được mát mẻ, tâm rất ưa thích, tắt thở và qua đời, sinh lên trên núi băng. Sau khi sinh lên đó, 18 núi băng như cái quạt quạt tất cả băng lạnh theo lỗ chân lông mà vào đầy khắp trong 18 ngăn. Mỗi ngăn mổ cắt bữa tách tội nhân ra,
như hoa sen đỏ. Bên trên bánh xe băng hạ xuống che khắp tội thân tội nhân ấy, rồi núi băng tám phương nhất thời đều hợp lại, không nói từ nào khác, chỉ kêu rằng a la la. Bây giờ tội nhân liền nghĩ rằng ta khi nào sẽ khỏi được băng lạnh, sinh ra trong lửa nóng. Bây giờ trong hư không có những con chim sắt miệng phun ra lửa từ hư không hạ xuống, phá đầu mổ não ăn tội nhân chết liền. Sau khi qua đời, ngục tốt lại dùng chĩa sắt đánh xuống đất, kêu lên rằng sống dậy, sống dậy. Ứng theo tiếng kêu, tội nhân sống lại và suy nghĩ rằng tại nay trên thân lửa lớn được cháy, nguyện xin được băng lạnh như trước để dập tắt lửa này. Ngục tốt lại dùng bánh xe băng tiếp đó đặt tội nhân vào trong ngục khác. Như vậy trong 18 ngăn, không ngăn nào mà tội nhân chẳng trải qua. Số năm tuổi thọ của tội nhân ở địa ngục lạnh này như ngày tháng 8.000 vạn năm của Tứ Thiên Vương. Tội đã hết rồi. Người đó sinh làm người thấp hèn, nghèo cùng hèn hạ, trong 500 đời làm nô tỳ cho người, áo chẳng đủ mặc, ăn chẳng đủ no. Tội này hết rồi, người ấy gặp thiện tri thức phát tâm Bồ Đề. Đức Phật bảo A Nan, sao gọi là địa ngục tối đen? Địa ngục tối đen là 18 lớp núi đen, 18 lớp lưới đen, 18 lớp giường sắt, 18 lớp màn sắt. Mỗi ngọn núi cao 8 muôn 4 ngàn do tuần, mỗi màn sắt cũng dày 8 muôn 4 ngàn do tuần. Mỗi tấm màn có 18 lớp núi thiết vi đen la liệt như rừng che tối núi này. Thế gian có chúng sinh ngu si lấy trộm đèn đuốc của Phật Pháp Tăng, trộm cắp của cha mẹ sư trưởng hòa thượng cho ba người nói Pháp, cũng như hủy bán các chủ thuyết luận nghị của thế tục, chẳng có tôn ti, chẳng biết hổ thẹn. Do tội này khi người đó qua đời, mắt có ánh điện chớp chớp chẳng dừng, liền nghĩ rằng ta có tội gì mà luôn bị thấy lửa đó. Tội nhân liền nhắm hai mắt lại, chẳng chịu nhìn thấy ánh chớp ấy và ánh sáng mặt trời mặt trăng. Khi tuổi thọ sắp hết thì ngục tốt la sát, nâng giường sắt lớn, dâng tán che bằng sắt lớn lên như đám mây lớn, cỡ hư không mà đi. Bây giờ trong hư không, không hình có tiếng nói rằng chỗ này tối tăm, ngươi có muốn đến không? Tội nhân nghe tiếng tức thời khởi tâm muốn đến chỗ đó. Hơi thở dứt, tội nhân qua đời liền ngồi trên giường sắt như con nhạn chúa, liền đáp xuống chỗ tối đen. Đã vào trong đó rồi, tội nhân bị bánh xe đao từ trên chém xuống chặt thân mình. Có con quạ sắt lớn, mỏ lớn dài sắc bén từ núi bay đến mổ ăn tội nhân. Đau đớn quá, tội nhân vội chạy đi tìm ánh sáng mà chẳng được. Dưới chân bị gai tật lê đâm xuyên xương thấu tủy. Tội nhân sợ hãi như vậy trải qua 500 vạn ức năm, cũng như số ngày tháng năm của Tứ Thiên Vương. Đầu người đó đánh vào những núi tối đen, não chảy mắt lòi. Ngục tốt lai xét dùng chĩa sắt xiềng mắt đặt yên trở lại trong hốc mắt. Tội hết mới ra làm người bần cùng, mắt mờ tối mù không thấy, hoặc bị bệnh ghẻ lở, mọi người xua đuổi, chịu tội báo như vậy trải qua 500 thân. Qua khỏi những việc đó, về sau tội nhân gặp được thiện tri thức, phát tâm Bồ Đề. Đức Phật bảo A Nan rằng sao gọi là 18 địa ngục nhỏ, nóng nhỏ? 18 địa ngục nóng nhỏ như ngục A Tỳ cũng có 7 lớp thành, 7 lớp lưới sắt và trang trí bằng vô lượng các điều xấu ác. Có chúng sinh chẳng thuận theo lời dạy của Thầy, khởi lòng ác nghịch, chẳng biết ân nuôi dạy, trộm cắp của Thầy, làm hại Thầy, làm bẩn thức ăn thanh tịnh của Thầy, ngồi lên giường tòa của Thầy, lấy chén bình bát của Thầy, che giấu đồ bất tịnh, làm 5 điều ác. Những gì là 5? Đó là mắng Thầy, hủy bán Thầy, đánh Thầy, giết Thầy và đem những thứ thuốc độc cho Thầy uống. Nếu Sa Môn Bà La Môn làm các việc phi pháp hại Thầy, hủy bán Thầy, người tạo tội ác này không có hộ thẹn, lột tượng, phá pháp, cướp lấy vật pháp bảo, giết bác chú, cha, mẹ, anh em, chị em. Người tạo tội như vậy, khi sắp qua đời, ngục tốt của 18 tầng địa ngục A Tỳ đều dùng chĩa sắt đâm, rồi giơ lên một ngăn ngục,
Mở ngục như vậy, giống như chiếc lồng báo lớn, rồi mưa xuống cơn mưa li ti. Giọt mưa như hoa, tờ báo của người này bị nắng bức nhập vào tim như lửa thiêu đốt. Nhìn thấy mưa mát mẻ liền nghĩ rằng, nguyện cho ta được ngồi dưới bóng mát của lồng báu. Mưa mát rưới thân ta, chẳng vui lắm sao? Nói lời đó xong, tắt thở và qua đời. Như khoảnh khắc ném quả cầu, người ấy liền ngồi trên giường cơm lớn với trăm ức mũi kiếm nhọn. Mọi kiếm nhọn đều phát ra lửa, vừa thiêu đốt vừa đâm vào thân người ấy. Trong hư không, lồng báu hóa thành bánh xe lửa từ trên lao xuống, bổ thẳng vào đỉnh đầu người ấy. Thân người ấy tan nát thành hàng ngàn đoạn, bên trên mưa xuống nhiều phiến rồng. Chúng theo lỗ chân lông đi vào thân tội nhân. Ngục Túc La Sát dùng chĩa sắt lớn đâm vào mắt tội nhân, hoặc dùng mũi tên sắt bắn vào tim người ấy. Tội nhân ngất đi rồi chết, trong giây lát sống lại, ngồi lên trên giường gươm, rồi bị gió chướng xoáy thổi rơi vào địa ngục. Vào ngục rồi, khi ấy vua Diêm La cùng cung điện đều ở trong hư không bảo rằng: Này tội nhân, ngươi tạo các điều ác, giết thầy, hủy bán thầy, chỗ sinh ra hôm nay của ngươi gọi là A Tỳ Bạc Thiệt, tức là địa ngục cát lưỡi. Ngươi phải ở tại địa ngục này trải qua ba kiếp. Nói lời đó rồi liền biến mất. Sự thống khổ của ngục này như trên đã nói. Đức Phật bảo A Nan rằng: Sao gọi là 18 địa ngục đau luân, tức là bánh xe đau? Địa ngục đau luân là núi đao bốn mặt, do các vùng núi chứa dao như gạch. Trong hư không có 800 ức vạn bánh xe dao cực lớn lần lượt hạ xuống, giống như những giọt mưa. Chúng sinh nào ưa làm khổ não người khác, giết hại chúng sinh, để khi sắp qua đời, bị bệnh khí ngược làm khổ, lòng đầy phiền muộn, tim cứng như đá, liền nguyện rằng được một lưỡi dao bén tước bỏ những khổ nạn này thì chẳng sướng lắm ư? Lúc đó ngục tốt đầu đội bánh xe dao che khuất thân quỷ đi đến chỗ tội nhân, hạ giọng xuống rằng: Ta có dao bén có thể cắt được bệnh nặng. Tội nhân vui mừng liền tự nghĩ rằng: chỉ việc này là nhanh thôi. Nghĩ rồi tắt thở và qua đời. Xe lên trên bánh xe đao, tội nhân như con voi say chạy rơi vào vùng núi đao. Khi đó bốn ngọn núi đao cùng một lúc hợp lại, bốn núi đao ấy cắt nát thân tội nhân ấy, chẳng thể chịu đựng được, ngất đi mà chết. Ngục Túc La Sát đuổi ép tội nhân chạy lên núi đao. Chưa đến đỉnh núi, dao đã gây thương tích từ dưới chân cho đến tận tim. Ngục tốt lên tội nhân lộn quẫn bò lên. Họ vừa đến đỉnh núi, ngục tốt tay cầm tất cả cây dao đánh giết tội nhân. Trong thời gian chưa chết, bị chó sắt nhai tim ăn vô cùng khổ sở, sau đó trùng sắt ăn thịt hết sạch. Tội nhân liền sống lại, chẳng mang bánh xe sắt từ trên hư không hạ xuống một ngày một đêm. Tội nhân có 60 ức lần sinh, 60 ức lần chết. Như vậy, phần nhiều thường có 18 lần. Nhưng do tội của người này nó lại càng tăng thêm mỗi phần. Họ sống thọ như tứ thiên vương trong 8.000 vạn năm. Tội hết sinh ra đời phải đọa vào loài súc sinh 500 đời đem thân cung cấp cho miệng mọi người. Lại 500 đời nữa, chịu thân thấp hèn. Sau đó họ mới gặp được bậc đại thiện tri thức, phát tâm Bồ Đề. Đức Phật bảo A Nan rằng: Sao gọi là địa ngục kiếm luân, tức là bánh xe gươm? Địa ngục kiếm luân là nơi ngang dọc bằng nhau 50 do tuần, bên trong chứa đầy các cây gươm. Số cây ấy như lúa mè tre lâu. Mỗi một cây gươm cao 40 do tuần, lá là 8 vạn 4 ngàn bánh xe gươm, hoa là 8 vạn 4 ngàn bánh xe gươm, trái là 8 vạn 4 ngàn bánh xe gươm, cành là 8 vạn 4 ngàn đồ đựng nước đồng sôi. Thế gian tự có chúng sinh ngu si, ưa giết hại không chán. Những tội nhân này khi sắp qua đời, bị bệnh nóng bức, liền nghĩ rằng: Hôm nay thân thể ta lúc nóng lúc lạnh, toàn thân cứng ngắc, giống như cái chày bằng sắt.
Người ấy liền phát nguyện, nguyện được cây gươm kim cương để cắt bỏ khổ nạn này. Thì vui chẳng thể nói được. Lúc đó ngục tốt liền hóa thân, giống như hình dáng cha mẹ, bạn bè ở trước mặt người ấy mà bảo rằng: ta có phép bí mật, như ý ngươi muốn ta sẽ trao cho. Tội nhân nghe rồi lòng rất ưa thích, muốn được nhìn thấy gấp thì tắt thở qua đời, nhanh như ngựa chạy. Người ấy sinh vào trong hoa kiếm, bị vô lượng kiếm nhọn nào xương xẻ thịt, nát tan như đậu hũ. Lại có con chim sắt từ trên cây đáp xuống, móc mắt mổ ăn. Có quỷ đại la sát, tay cầm búa sắt, bổ đầu lòi não. Chó sắt đến liếm ăn, chết rồi sống lại. Tội nhân bị đuổi lên cây, cho đến đầu cây, thân đã nát như bụi. Trong một ngày, thân đi qua các cây. Trong một đêm, thân lại đi qua các cây. Một ngày một đêm, thân bị giết nhiều như bụi, chẳng thể kể số lượng. Do tội giết người nên phải chịu tai ương như thế trải qua 8 vạn ức năm, rồi sinh vào loài súc sinh. Làm súc sinh, thân thường gánh vác nặng nhọc, chết rồi là bị lột da. Trải qua 500 đời, người ấy lại sinh trong loài người, giờ thân nghèo cùng, chết yểu nhiều bệnh, ốm gầy. Qua khỏi kiếp đó rồi, về sau mới gặp được bậc thiện tri thức phát tâm Bồ Đề. Đức Phật bảo A Nan: sao gọi là địa ngục xe lửa? Địa ngục xe lửa là nơi có nhiều vạc đồng, mọi cái dọc ngang bằng nhau, 40 do tuần, bên trong chứa đầy lửa. Bên dưới có 12 bánh xe, bên trên có 94 vòng lửa. Tự có chúng sinh là đệ tử của Phật và thờ 96 vị Phạm Thiên. Những đồ chúng xuất gia và tại gia nào lừa dối, mê hoặc, tà mạn, vô nịnh, làm ác. Những tội nhân như thế lúc sắp qua đời, phong đại tức là gió động trước làm cho thân thể lạnh như băng, liền nghĩ rằng lúc nào sẽ được đám lửa mạnh để ta ngồi vào trong đó, dứt trừ hẳn bệnh lạnh. Khởi niệm đó rồi, ngục tốt la sát hóa ra xe lửa như hoa sen vàng. Ngục tốt ở trên đó, dáng như đồng nam, tay cầm phất trần trắng, phất phất mà đến. Tội nhân nhìn thấy, tâm liền đắm nhiễm, nghĩ rằng: nếu màu rực rỡ của ánh sáng hoa vàng này mà soi rọi ta nóng lên thì nhất định sẽ trừ tan lạnh buốt. Nếu được ngồi lên trên xe đó thì vui thích chẳng thể nói. Nghĩ như vậy rồi thì người ấy tắt thở và qua đời. Được chở trên xe lửa cháy, thân thể bị lửa cháy, rơi vào trong đám lửa, thân thể cháy tan, ngục tốt la lên: hãy sống lại. Ứng theo tiếng kêu, tội nhân liền sống lại. Xe lửa nghiến qua thân đến 18 lần, thân nát như bụi, trời mưa, nước đồng sôi, tưới khắp thân thể, liền sống trở lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến mép nước sôi, rơi vào trong vạc, bị xe lửa nghiến nát. Một ngày một đêm có đến 90 ức lần chết, 90 ức lần sống. Hết tội, người này sinh vào dạ bậc cùng, bị người sai khiến, bị lệ thuộc người khác, chẳng được tự do. Đền bù lợi dưỡng cho người xong, họ mới được giải thoát. Do công đức thiện tam xuất gia đời trước, nên họ gặp được bậc thiện tri thức, được nghe nói pháp, tâm được khai mở, ý được thông suốt, thành A-la-hán. Đức Phật bảo A Nan rằng: sao gọi là địa ngục nước phân sôi? Địa ngục phân sôi là nơi rộng 80 do tuần, có 18 vòng thánh sắc. Mỗi thành sắc có 18 ngăn, trong mỗi ngăn bốn phách đều có hàng trăm ức vàng cây kiếm, đất như keo nhọn, mũi nhọn dày 3 thước. Ở trên mũi nhọn ấy có 100.000 gai tật lê nhiều chẳng thể kể xiết. Vì mỗi gai tật lê và vùng cây kiếm sinh ra trùng sắc nhiều vô lượng. Mỗi con trùng sắc có 100.000 đầu, mỗi đầu có 100.000 mỏ, đầu mỏ đều có 100.000 con dung. Miệng phun phân nóng sôi như nước đồng, chứa đầy bên trong thành sắt, bên trên ngục lưới sắt và quả sắt. Thế gian có chúng sinh phá 8 giới quan trai, làm bẩn giới sa di, giới sa di ni, làm bẩn giới thức sa ma ni, tự làm ô uế giới thanh tịnh, làm ô uế giới tỳ kheo ni,
làm OE giới ưu bà tắc giới ưu bà di vân vân các tỳ kheo ni ở các ưu bà tắc ưu bà di sa di ni tức swamani bày chúng như vậy và tất cả các chúng khác làm OE thức ăn thanh tịnh của chúng tăng làm OE thức ăn của cha mẹ trộm cắp ăn trước hoặc tay chẳng sạch mà cầm nắm và người trí sự của tăng vì cậy thế mình nên làm OE thức ăn sạch của bốn tắc của tăng. Bốn bộ đệ tử thân chẳng sạch mà ngồi trên giường tăng kỳ phạm thâu lăng chế lâu mà chẳng sám hối huống ăn đồ ăn của tăng ngồi trong tăng chúng cùng tăng bồ tát những người như vậy nhiều không lường những tội nhân tạo nghiệp ác bất tịnh khi sắp qua đời toàn thân có mùi như con xà hương chẳng thể chịu nổi liền nghĩ rằng phải ở chỗ nào để chẳng nghe mùi này. Mùi này giống như cuồng phong đến xâm ướp tâm ta. Tội nhân nghĩ thế rồi, ngục tốt la sát tự hóa thân mình, giống như cái bình vẽ. Bên trong đựng đầy phân chơ, đi đến chỗ tội nhân, dùng tay sờ mó, khiến cho tội nhân lòng sinh tham đắm, tắc thở và qua đời. Giống như bị gió thổi, tội nhân rơi vào trong phân xôi, rơi vào đó rồi, thối rửa bị các loài trùng ăn. Khi chạy khắp nơi, mòn xương, lòi tủy, đói khát bức bách, nên tội nhân uống nước phân sôi nóng. Dung dòi ăn lưỡi của họ, một ngày một đêm có 90 ức lần sinh, 90 ức lần chết. Tội hết, người ấy mới sinh vào gia đình nghèo khổ thấp hèn, bị người khác ràng buộc, chẳng được thoải mái. Giả sử khi sinh ra đời, người ấy luôn gặp vô ác, lệ thuộc vào người chủ tà kiến, bị vô số việc ác bức nạt thân họ, bướu nhột, ghẻ dữ là y phục. Do nhân duyên lành nghe pháp đời trước nên gặp được bậc thiện trí thức xuất gia học đạo, thành A-la-hán, giới ba minh sáu thông và đủ tám giải thoát. Đức Phật bảo A Nan rằng, sao gọi là 18 địa ngục vạt nước sôi? Địa ngục vạt nước sôi là nơi có 18 vạt. Mỗi cái vạt dọc ngang bằng nhau 40 do tuần. Bảy lớp lưới sắt bên trong chứa đầy nước đồng sôi. Có 500 quỷ la sát chụm than đá lớn thiêu đốt vạt đồng ấy. Lửa than đá này cháy hừng hực liên tục trải qua 60 ngày mà lửa chẳng thể tắt. So với ngày của cõi Diêm Phù Đề là tròn 20 vạn năm. Trên vạt nước sôi như vậy, nước đồng vọt lên như sao, rồi hóa thành vòng lửa vào lại trong vạt. Thế gian có chúng sinh hủy phạm cấm giới của Phật, giết sinh vật để cúng tế. Vì ăn thịt nên thiêu đốt núi non, đồng trống làm thương hại chúng sinh, hâm nấu sống chúng sinh, dùng lửa đốt cháy. Những tội nhân này khi sắp qua đời, thân tâm phiền muộn, mắt đại tiểu tiện chẳng tự kiềm chế, hoặc nóng như nước sôi, hoặc lạnh như băng. Liền nghĩ rằng, nếu được vào trong nước rất ấm để tắm gội thì chẳng cũng vui hay sao? Ngục tốt la sát hóa làm người tôi tớ, tay bưng chậu nước sôi đi đến chỗ tội nhân. Lòng tội nhân vui mừng, ưa thích nước sôi này, tắt thở qua đời, và sinh vào trong vạt nước sôi. Thân thể người ấy mau chóng tan rã, chỉ còn lại xương. Chỉ sắt cào ra, chó sắt ăn lấy, rồi mửa ói ra đất. Tội nhân liền sống lại. Ngục tốt lại xua đuổi họ vào lại trong vạt. Sợ vạt nóng nên họ vinh cây kiếm trèo lên. Xương thịt bị cắt lìa rơi vào trong vạt nước sôi. Do tội sát sinh nên một ngày đêm có số lần chết nhiều như số các sông Hằng, và số lần sống cũng vậy. Tội hết họ mới sinh vào trong loài súc sinh, chỗ lợn, dê, gà, chó, mạng sống ngắn ngủi. Thọ thân như vậy 8.000 vạn năm, sau khi qua đời tội nhân lại sinh trong loài người mà phải chịu hai loại quả báo. Một là nhiều bệnh, hai là tuổi thọ ngắn ngủi. Lấy tuổi thọ ngắn ngủi và nhiều bệnh làm quyến thuộc qua nhiều kiếp không tính toán được, người đó gặp được bậc thiện tri thức, thọ trì năm giới, thực hành sáu pháp ba la mật. Đức Phật bảo A Nan rằng, sao gọi là địa ngục sông Tro? Địa ngục sông Tro dài 200 do tuần, rộng 12 do tuần. Bên dưới có dao bén, trên bờ có cây gươm. Chứa đầy bên trong là lửa dữ dày 12 trượng.
Lại có tro tàn che bên trên lửa dày 40 trượng. Thế gian có chúng sinh không biết hổ thẹn, trộm cắp của cha mẹ, trộm cắp của sư trưởng, trộm cắp của bạn lành, anh em chị em. Người ngu si như vậy không có hổ thẹn, chẳng biết ân nuôi dưỡng, lòng không đền đáp lại, tham lợi là muốn có bằng được, chẳng biết tai họa, chẳng thuận theo lời dạy của thầy. Tai báo của người này khi sắp qua đời, tim bụng đầy hơi tắc nghẹn, hơi thở chẳng liên tục, liền nghĩ rằng tim ta như bùng hơi đầy trong ngực, được một chút lửa để hơi nóng thân ta thì chẳng sướng hơn sao. Ngục tốt La Sát đáp ứng ý nghĩ đó, liền đến hóa làm vợ con, tay nâng lò lửa có ít tro phủ lên trên, đi đến chỗ tội nhân. Lúc đó lòng tội nhân rất vui mừng, do vui mừng nên tắt thở qua đời, sinh vào trong dòng sông tro. Chỗ có các cây gươm có một La Sát tay cầm gươm bén muốn đến gây tổn hại. Người đó sợ hãi chạy vào sông tro, nhấc chân lên hạ chân xuống để bị dao gây tổn thương chân. Cây gươm mưa xuống toàn dao, dao theo lỗ chân lông mà vào. La Sát dùng chĩa móc tim người ấy ra, người tội ấy đau buồn ngã lăn ra đất mà chết, rồi liền sống lại ngay. Do nhân duyên tội trộm cắp của sư trưởng cha mẹ của người đó nên một ngày một đêm 500 ức lần sinh, 500 ức lần chết, bị đói khát bất ngạt nên tội nhân há miệng muốn ăn, cây gươm chao xuống theo đầu lưỡi và bụng mổ bụng cắt tim, ngất đi mà chết. Do đời trước nghe danh hiệu Phật Pháp Tăng nên sau khi hết tội được sinh vào trong loài người nghèo cùng hèn hạ, người ấy giác ngộ đời là vô thường, xuất gia học đạo. Còn lúc đời không Phật thì thành Bích Chi Phật, gặp đời có Phật thì thành A-la-hán. Đức Phật bảo A Nan rằng: sao gọi là địa ngục rừng gươm? Địa ngục rừng gươm rộng 8.000 do tuần, bên trong chứa đầy các cây gươm, trái là hòn sắt nóng như cây kiếm này, cao 24 do tuần. Có chúng sinh bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính sư trưởng, tạo tác nghiệp ác khẩu, không lòng từ ái, dùng dao gậy làm hại người. Tội báo người này khi sắp qua đời, tâm như keo bám dính, tham đắm khắp nơi, liền nghĩ rằng tâm ta bị trói buộc, đụng việc chẳng bỏ như đắm rượu tham sắc, thân tuy gặp nạn tâm còn chẳng dứt. Nếu được giao biến các đức sự yêu thương này, ngục tốt La Sát ứng tiếng liền đến hóa làm người hầu, cầm gương sáng bày nói với tội nhân rằng tâm ngài nhiều tham đắm, có thể nhìn vào kính này. Khi xem tấm gương đó, tội nhân thấy bên trong đó có hình dạng gươm bén, liền nghĩ rằng nay thân thể ta gầy yếu chẳng kham nổi việc ham muốn, nếu được lưỡi gươm bén này cắt đứt tim ta thì chẳng cũng thích hợp sao. Khi khởi ý niệm này thì tắt thở qua đời, thọ thân ngạ quỷ, bỗng nhiên hóa sinh ra từ trong những cây gươm, sinh ra rồi hoàng sắc nóng từ trên đỉnh đầu vào và theo miệng mà ra, ruột bao tử cháy đen tan rã ngã lăn ra đất. Ngục tốt lại dùng chĩa sắt đánh đập xua đuổi, chạy lên cây, lên một cây rồi bị trùng mỏ sắt ăn. Do sợ hãi nên tội nhân nhảy vọt lên cây khác, cứ lần lượt như vậy tội nhân trải qua hết rừng cây kiếm, một ngày một đêm 8 vạn lần sinh, 8 vạn lần chết. Sau khi hết tội, người đó sinh vào đời đói kém và kiếp dịch bệnh, là người thấp hèn, miệng luôn hôi thối, mọi người nhìn thấy đều ghét. Qua hết kiếp số, người đó gặp được bậc thiện trí thức phát tâm Bồ Đề. Đức Phật bảo A Nan rằng: sao gọi là địa ngục 500 ức rừng gai nhọn? Địa ngục rừng gai nhọn rộng 8.000 cho tuần, bên trong chứa đầy gai nhọn bằng sắt. Đầu mỗi gai nhọn có 12 lưỡi kiếm, trên cây lại có cái kìm lớn bằng sắt nóng. Thế gian có chúng sinh ngu si, nói lời ác, nói lưỡi đua chiều, nói theo dệt, nói bất nghĩa, đùa cợt không kiềm chế, lời nói dối gạt thị phi, nói lỗi của kinh điển, hủy báng bậc thầy, luận bàn nghĩa lý. Như tội báo này lúc sắp qua đời, tội nhân thấy cổ họng nóng, lưỡi khô, liền nghĩ rằng nếu được một mũi nhọn bén đâm vào cổ cho chảy máu, khiến cho các mạch máu rót nước mát vào thì chẳng dễ chịu hơn sao.
Khi khởi ý nghĩ này, Ngục Tốt La Sát hóa làm cha mẹ, tay cầm Ngọc Nguyệt Châu, đầu viên ngọc sinh ra mũi nhọn, đem cho vào miệng như nước sắp rót. Tội nhân vui mừng nghĩ rằng điều ta mong muốn đã được kết quả. Nghĩ vậy rồi, tắt thở qua đời. Nhanh như ánh chớp, người ấy sinh vào rừng cao nhọn. Sau khi người ấy sinh ra, Ngục Tốt La Sát tay cầm kìm sắt kéo bật lưỡi tội nhân ra, rồi 80 con trâu sắt kéo cày sắt lớn cày phá lưỡi của tội nhân ấy. Các cây của rừng cao nhọn có gió thổi lại đánh đập thân thể người ấy một ngày một đêm. Người ấy 600 lần sinh ra, 600 lần chết đi, qua khỏi kiếp nạn đó rồi, về sau được sinh trong loài người, môi hở mặt nhăn, tiếng nói lắp bắp. Như tội nhân này, thân thể sinh ra bị các thương tích máu mủ tràn lan, trải qua 500 đời, người nhìn thấy rất gớm ghiếc. Qua hết những việc đó rồi, về sau có nói ra lời gì mọi người đều chẳng tin nhận. Nhớ nhờ được gặp được bậc thiện tri thức phát tâm Bồ Đề. Đức Phật bảo A Nan rằng sẽ gọi là địa ngục 500 ức trụ đồng. Địa ngục trụ đồng là nơi có một trụ đồng giống như ngọn núi lớn cao 600 cho tuần, bên dưới có lửa mạnh, trên lửa có giường sắt, bên trên giường có bánh xe dao, ở chỗ các bánh xe dao có trùng mỏ sắt và quả sắt ở bên cạnh. Thế gian tự có chúng sinh ngu si, tham lam mê hoặc trầm chấp, ái nhiễm, chẳng thanh tịnh, phạm giới tà dâm, chẳng phải nơi, chẳng phải lúc, tạo nghiệp bất tịnh. Giả sử có tỳ kheo ni, bà la môn, những người phạm hạnh, nếu chẳng phải lúc, chẳng phải nơi phạm pháp bất tịnh, cho đến tất cả những người phạm tà hạnh, tà nghiệp bất tịnh, những tội nhân này khi sắp qua đời, toàn thân cựa quậy rung động mạnh mẽ, chẳng yên, giống như cung nỏ, chẳng tự kềm chế được. Liền nghĩ rằng nếu được một cái trụ bằng đồng hay sắt cứng chắc to lớn để trói thân thể này khiến cho ta không còn lay động nữa. Ngục Tốt La Sát ngay lúc đó liền đến hóa làm người để sai bảo tay cầm gậy sắt để đến chỗ tội nhân thưa rằng: hôm nay thân ngài mạnh mẽ, còn các vật khác đều yếu mềm. Ngài có thể nắm lấy cây gậy này. Lòng tội nhân rất vui sướng, liền tắt thở qua đời. Như khoảnh khắc ngắn của cái gậy quay, người ấy sinh vào đầu trụ đồng, lửa mạnh cháy hừng hực thiêu đốt thân người ấy. Tội nhân sợ hãi nhìn xuống, thấy trên giường sắt có người con gái đoan chánh. Nếu người con gái đó thấy người nam đàng hoàng thì tâm phát sinh ái nhiễm. Tội nhân từ trên trụ đồng muốn gieo xuống đất thì bị trụ đồng đâm xuyên thân, lưới sắt quấn quanh cổ, các trùm mỏ sắt rỉ ăn thân thể người ấy. Rơi xuống trên giường sắt, cả nam lẫn nữ đều cùng lúc 6 căn bốc lửa. Có con trùng sắt theo mắt mà vào, rồi từ 5 căn và nữ căn mà ra. Nếu người có giới hạnh không thanh tịnh thì riêng có trên đất những ngọn trùng nhỏ như trùng tiếu thư có 12 mỏ, đầu mỏ phát ra lửa rỉ ăn thân thể người ấy. Quả báo tà dâm này một ngày một đêm 900 ức lần sinh, 900 ức lần chết, chịu đựng hết quả báo mới được ra khỏi. Sinh vào trong loài tu hú bồ câu, thọ thân tu hú bồ câu trải qua 500 đời, lại sinh trong loài rồng trải qua 500 đời. Về sau tội nhân sinh trong loài người, bị không căn, hai căn và căn chẳng định, làm thân bán nam bán nữ trải qua 500 đời. Giả sử người ấy được làm người, vợ chẳng trinh tiết tốt lành, con chẳng hiếu thảo, nô thì chẳng thuận thảo. Sau khi qua khỏi những việc đó rồi, thì người ấy gặp được bậc thiện tri thức phát tâm Bồ Đề. Đức Phật bảo A Nan rằng, sao gọi là địa ngục 500 ức máy sắt? Địa ngục máy sắt là nơi có một cái giường sắt ngang dọc bằng nhau 400 do tuần. Bên trên đặt những cái bệ, trong bệ đều có hàng vạn ức nỏ sắt. Đầu nỏ có hàng trăm ức mũi nhọn. Thế gian có chúng sinh ngu si vì tham dục nên bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính sư trưởng, chẳng phân thuận lời dạy tốt,
giết hại chúng sinh, ăn theo những người gian dối. Tội báo của người này, khi sắp qua đời, thân thể rúng động, sáu lỗ nơi thân, nước tự chảy ra. Tội nhân này tự thấy giường của mình như gấm đầu la, liền nghĩ rằng khi nào được một chỗ bền chắc mát mẻ để an thân nằm ngủ thì chẳng thích lắm sao. Khi họ khởi ý nghĩ đó, một tốt la sát dùng chĩa nâng giường lên, đem bày cái giường nệm lớn đến chỗ tội nhân. Tội nhân thấy rồi lòng rất vui mừng, muốn nằm lên giường nệm thì tắt thở qua đời, sẽ lên trên giường sắt. Vạn ức cửa bệ sắt từ dưới khởi động, bệ sắt thấp dơ cao lên, vô lượng nọ sắt đồng thời đều trương lên. Tất cả các mũi tên sắt bắn vào tim tội nhân, một ngày một đêm 60 ức lần sinh, 60 ức lần chết. Tội nhân chịu hết tội như vậy rồi, sinh vào trong loài súc sinh, trải qua 500 đời, ra sinh trở lại trong cõi người, làm kẻ bần cùng thấp hèn, bị người khác sai khiến, chịu nhiều hình ngục, luôn bị đánh đập. Qua khỏi những việc đó rồi, về sau gặp bậc thiện đệ thất phát tâm bồ đề, Đức Phật bảo A Nan rằng: Sao gọi là địa ngục lưới sắt? Địa ngục lưới sắt là nơi có 89 lớp lưới sắt, trong mỗi lớp lưới có 100 ức kim sắt, mỗi kim sắt mở ra 5 bệ cửa. Thế gian có chúng sinh giả dối, tà châm, vô nịnh, yêu mị mê hoặc người, lòng luôn mê sản, ngày đêm nghĩ ác, từng sát na, luôn gây tạo các niệm ác. Tội báo của người này là khi sắp qua đời, thân thể ngứa ngáy, liền nghĩ rằng nếu được một cái gai, cây kim hay cái lẹm mà đâm con trùng ghẻ thì chẳng thích hơn sao. Khi họ khởi ý niệm đó, ngục tốt la sát hóa thành vị thầy thuốc, tay cầm kim báu nói lớn rằng: Ta trị bệnh đây. Tội nhân nghe lòng rất vui mừng, tắt thở qua đời, sinh vào vùng lưới sắt. Thân tội nhân rơi xuống thì các bệ đều khởi động, vô lượng kim bắn vào lỗ chân lông. Như vậy cứ lẩn quẩn trong những lưới sắt, từng sát na chết, từng sát na sống. Tội hết, người ấy mới sinh vào chỗ biên địa không có Phật pháp, cũng chẳng được nghe lời nói hiền thiện ở thế gian, huống gì là lời chánh pháp. Tuy họ sinh trong loài người nhưng chẳng khác ở ba đường ác. Qua khỏi kiếp số đó mới gặp được bậc thiện tri thức, tuy được nghe pháp nhưng lòng chẳng hiểu rõ. Đức Phật bảo A Nan rằng: Sao gọi là địa ngục hang sắt? Địa ngục hang sắt là pháp khổ bậc nhất trong đường ngạ quỷ. Có một núi sắt ngang dọc bằng nhau 25 do tuần, trên núi lại có 500 vạn ức hòn sắt nóng lớn, mỗi hòn sắt tròn vìn đúng 13 do tuần. Ngọn núi lại có 5.000 đao kiếm. Lúc đó hướng đông của núi kia mở ra, có một lỗ nhỏ như miệng của Ma Già Đà, to như cái đấu, chỉ phát ra khói đen. Thế gian có chúng sinh ngu si, tham lam, bỏng sẻn, trói buộc lòng chán như kim cương, chỉ ưa cầu tìm không biết chán đủ. Cha mẹ vợ con đều chẳng cấp cho, sư trưởng giáo thọ xem như phân nhơ, nô tỳ thân hữu chẳng cho ăn mặc. Người keo kiệt như vậy chẳng nghĩ đến vô thường, tiết dữ của cải giống như trồng mắt. Tội báo người này là khi sắp qua đời, các căn bế tắc, cấm khẩu chẳng nói được, trong lòng suy nghĩ rằng sau khi ta chết, những người ác đó ăn của cải của ta như nuốt hòn sắt, ở nhà của ta như ở trong nhà tối. Nghĩ tới rồi, ngục tốt la sát hóa làm người tham lam, giả thâu lấy của cải đem đến chỗ tội nhân, rồi dùng lửa đốt chúng. Lòng tội nhân vui mừng, tắt thở qua đời, sinh lên trên núi lửa, giống như trong hang sát luyện chung với đồng. Đã vào trong hang, thân thể người ấy bị trùng kiếm, trùng đao, rỉ ăn, khói sông mắt người ấy làm họ chẳng thấy lửa cháy. Sợ hãi kinh hoàng, số chạy khắp đông tây, đầu va vào núi sắt. Những hòn sắt từ trên rơi xuống nhập vào đỉnh đầu, rồi từ chân mạch ra. Khoảnh khắc một niệm chết, khoảnh khắc một niệm sống. Tội hết, người ấy mới sinh ra trong loài ngạ quỷ. Thân quỷ ấy cao lớn đến 10 do tuần, mà cổ họng như cây kim, bụng lớn như núi, kiếm ăn khắp nơi mày, chỉ có nước đồng rót vào cổ họng. Trải qua 8.000 năm mới được hết khổ.
Vế lại sinh vào loài quỷ ăn đồ khạc nhổ, quỷ ăn mũ, quỷ ăn máu. Tôi hết lại sinh làm thần hầm xí heo chó. Tôi hết lại sinh làm người nghèo cùng thấp hèn, không quần áo đồ ăn chỗ ở. Sau đó mới gặp bậc thiện tri thức phát tâm bồ đề. Đức Phật bảo A Nan rằng: Sao gọi là địa ngục hòn sắt? Địa ngục hòn sắt là nơi rộng 80 do tuần, bên trong chứa 88 ngăn thành sắt. Trong mỗi ngăn có 5 núi đao che phủ bên trên, bên dưới có 18 con rắn sắt lớn hung dữ. Mỗi con rắn đều lè lưỡi, lưỡi phát ra kiếm sắt. Đầu kiếm có lửa cháy. Thế gian có chúng sinh ngu si hủy bán hạnh bố thí, cho rằng bố thí không có phước báo, khuyên người tàn trữ. Người ngu si như vậy nói với quốc vương, đại thần Sa môn, Bà la môn và tất cả mọi người rằng: Bố thí không có nhân cũng không có quả báo. Tội nhân này lúc sắp qua đời, cổ cứng, mạch co lại, xoay chuyển chẳng nói nên lời, chẳng ưa thấy người, chỉ nằm nhìn xuống. Trong lòng chỉ nghĩ ta chứa của báu. Cô ấy nếu được ở cùng ta thì vui thích chẳng thể nói. Ngục tốt la sát hóa làm vợ người ấy, cầm hòn sắt nóng hóa thành đồ quý báu. Ở trước người ấy nói rằng: Tôi chết theo ngài, trước sau có nhau, chẳng hề lìa nhau. Người ấy tắt thở qua đời, sinh vào trong thành sắt, chạy đồng khắp nơi. Bị con rắn sắt tiết ra độc quấn quanh thân người ấy, trên đầu bị lửa cháy, người ấy liền nghĩ: Nguyện xin trời thương ta, tuôn xuống mưa ngọt ngào. Theo ý nghĩ đó, trời mưa xuống những hòn sắt nóng lớn. Chúng đi thẳng vào đỉnh đầu và đi ra dưới chân. Hết tội, người ấy mới được làm người nghèo cùng, cô độc, câm ngọng. Số tuổi thọ của người đó bằng số năm của người ở địa ngục ngang hang sắt nói trên. Về sau người ấy mới gặp bậc thiện tri thức phát tâm bồ đề. Đức Phật bảo A Nan rằng: Sao gọi là địa ngục đá nhọn? Địa ngục đá nhọn là nơi có 25 núi đá, mỗi núi đá có 8 eo băng, mỗi eo băng có 5 con rồng độc. Thế gian có chúng sinh ngu si, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, tức xoa ma ni, ưu bà tắc, ưu bà di, 96 các phạm chí ngoại đạo. Pháp nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp. Hoặc họ phạm giới nhẹ để lâu chẳng sám hối, lòng không biết xấu hổ giống như loài khỉ vượng. Tội báo của người này lúc sắp qua đời: Dưới tim khí đầy, bụng căng như trống, ăn uống bị ói mửa, nước uống vào chẳng xuống. Họ liền nghĩ rằng: Như được một viên đá nhọn khai thông cổ họng của ta thì chẳng dễ chịu hơn sao? Khi họ khởi ý niệm đó, ngục tốt la sát hóa làm vị lương y, giả cầm viên đá nhọn làm viên thuốc lớn đặt vào trong miệng người ấy, nghĩ rằng, bảo rằng: Ngậm miệng lại. Người ấy lòng rất vui mừng, tắt thở qua đời, sinh vào vùng núi đá. Vô lượng đá nhọn từ trên lưng mà vào, rồi từ trước ngực mà ra. Ngục tốt lại dùng chĩa sắt đâm vào miệng, lấy đá bên trong ra. Một ngày một đêm có đến 60 ức lần chết, 60 ức lần sinh. Đây là sinh báo. Từ lúc qua đời này, tội nhân bị đọa vào địa ngục ma dây đen. Địa ngục dây đen là nơi có 800 khóa sắt, 800 núi sắt, dựng cờ sắt lớn, hai đầu buộc khóa. Ngục tốt la sát xua đuổi tội nhân, bắt cổng núi sắt, chạy trên dây sắt, chẳng đi được, rơi xuống đất thì lọt vào trong vạc nước sôi. La sát đuổi dậy, khát quá thì uống nước sắt, nuốt lấy đá mà chạy. Một ngày một đêm trải qua nỗi khổ đó đến 10 vạn lần. Tôi hết sinh ra đời làm tôi tớ cho người, gặp bậc thiện tri thức được thấy, được người ấy nói pháp chân thật, như vậy trắng tốt giả nhuộm lấy màu, thành bậc A-la-hán với 36 thông, đủ 8 giải thoát. Đức Phật bảo A Nan rằng: Sao gọi là 18 địa ngục uống nước đồng sôi? Địa ngục uống nước đồng sôi là nơi có 1.200 thứ xe đồng đủ màu. Trên mỗi xe đồng có 6.000 viên đồng. Có chúng sinh tham lam, ganh ghét, tà kiến, ác tuyết, chẳng cung cấp cho cha mẹ và con quyến thuộc và tất cả. Lòng luôn tham lam, ganh ghét, thấy kẻ khác được lợi như tên bắn vào tim. Tội nhân như vậy lúc sắp qua đời hay bị nhiều bệnh, gầy còm, hôn mê, nói nhảm. Trong miệng tự nói muốn được trái cây để ăn,
Khi nói lời đó thì ngục lục tốt la sét hóa xe đồng thành xe chở đầy trái cây, đi đến chỗ tội nhân. Tội nhân được rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng được những trái ngon này ăn chẳng biết chán, rất hợp với mong muốn của ta. Rồi vô cùng vui mừng, tắt thở qua đời. Chưa qua đời bao lâu, tội nhân đã sinh lên trên xe đồng. Chẳng lâu liền sinh đến vùng núi đồng. Xe đồng cán cổ, ngục tốt la sát dùng kìm cậy miệng bắt uống nước đồng nấu chảy. Uống nước đồng rồi mấy muội ngã lăn ra đất, la lên rằng đói đói. Đồng thời ngục tốt tách miệng cho mở ra và dùng hòn đồng sắt đặt vào trong miệng người ấy, nuốt luôn 18 hòn, từng đốt, xương trên thân lửa bốc cháy. Tội nhân xô chạy khắp Đông Tây, trải qua một ngày mới qua đời. Ngục tốt nói lớn rằng, thân đời trước của ngươi, vua nịnh, tà kiến, tham lam, canh ghét, cho nhân duyên đó nên phải chịu quả báo, nuốt hòn sắt nóng. Hoặc đã từng xuất gia mà phạm giới nhẹ, đã lâu chẳng hối lỗi, lối ăn của tánh thí, do nhân duyên này nên phải ăn những hòn sắt. Tội báo của người này là trải qua hà ức hàng vạn năm chẳng biết đến nước uống và gạo và lúa gạo. Chịu tội xong rồi sinh lại trong cõi người. Người ấy suốt trong 500 đời nói năng lắp bắp, chẳng tự biện luận rõ ràng. Do tập nhiễm đời trước nên ăn uống đời sau, họ phải ăn hòn than và ăn đất cục. Từ đó về sau, họ gặp bậc thiện tri thức, phát tâm Bồ đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Phật thuyết quán Phật Tam Muội Hải Kinh quyển 5.